Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái tủ điện điều khiển sao tam giác cho một cái con động cơ 55kW đến 75kW và một cái con động cơ một ngựa là 0.75kW. Đấy, thì đây là phần bên trong cái tủ. Thì ở đây mình chọn khởi động từ là khởi động từ 85A của hãng EOS 3 khởi. Đây là khởi ca, đây là khởi tam giác, còn đây là khởi sao, còn đây là cái rờ le nhiệt. Rờ le nhiệt thì mình chọn rờ le nhiệt là từ 54 tới 75. Thì cái con 55kW á, mọi người chờ, nó chạy là 110A. Thì ở đây tôi chọn là 54 tới 75 thì mình sẽ chỉnh nó là tầm 54A, 55A nha mọi người. Tại vì nó khởi động lên thì nó khi mà nó chuyển qua chế độ tam giác rồi á, thì cái mỗi cái khởi khởi ca và khởi khởi sao khởi tam giác này nè, nó chịu phân nửa tải, nghĩa là 110 chia 2 là 55. Đó thì mình sẽ chọn là 55A. 54 tới 75 mình sẽ chỉnh là 55. Cái nguyên tắc mà để chọn rờ le nhiệt cho cái mạch sao tam giác thì mọi người sẽ cứ lấy cái dòng định mức á, mọi người chia 2 ra để mình chọn. 110 thì mọi người chia 2 ra là 55 á, nó là 55 là cao nhất. Còn cái áp tô mát tổng thì mình chọn là áp tô mát 200A. Nó chạy 101 thì mình đáng lấy tôi chọn 150 thôi, nhưng mà tại vì ở đây tôi lắp thiết bị đã có sẵn 200 thì tôi lắp 200 luôn, nó cũng không có thành vấn đề gì ha. Còn đây là cái khởi 9A và cái đuôi là 1.6 2.5 để cho con 0.75. 0.75 thì nó chạy là 1.5, mình lấy 0.75kW mình nhân 2 lên là cái ra cái dòng định mức của nó thì nó là chạy là 1.5. Thì đây tôi chọn là 1.6, dễ cái relay của EOS nó có là 1.6 tới 2.5. Cho nên tôi chọn cái relay đó, tôi chỉnh dưới 1.6 xíu. Còn đây là cái con timer để chuyển cấp. Timer này là timer tôi chọn là timer 30 giây. Thì mình khi mà đề ba lên thì tôi cứ canh là tôi chỉnh tầm 5 giây. Mình nghe cái tiếng motor để mình chỉnh theo cái kinh nghiệm ha. Còn cái biến dòng, cái CT này là CT là 150A. 150A sạc 5A. Đấy. Thì giới thiệu đây là cái mặt mà mình đi dây điều khiển à. Đây là dán nẹp vô, và mọi người biết cái dán bằng gì không? Keo con chó nha mọi người, keo con chó rất là chắc. Bây giờ mình đi ra ngoài mặt tủ coi nó có những gì. Ngoài mặt tủ nè mọi người, nó có tôi chưa dán tắp nem nha, nó có ba cái đèn báo pha đỏ vàng xanh, một cái đồng hồ vôn kế nên 500V, thì hiện giờ là điện áp là 380 đó. Đây là đồng hồ ampe, thì tôi chọn là đồng hồ ampe là 150A sạc 5A. Đây là nút dừng khẩn cấp và đây là khởi động với con motor on off chỗ con motor một ngựa, còn đây là con 75 ngựa. Đó, thì nó dán tắp nem vô. Đúng không? Đó, đi dây điều khiển nè mọi người. Đúng không? Đấy. Thì bây giờ giới thiệu cho mọi người sơ lược về cái mạch động lực ha. Giờ tôi sẽ ốp CB xuống. Nguồn vào thì mình sẽ đấu dưới CB này đỏ vàng xanh hay gì đó, là 3 pha lửa 1, lửa 2, lửa 3 vào đây. Còn đầu ra nè, mọi người bấm cho tôi là lửa 1 thì đi vô L1 của khởi ca và L1 của khởi tam giác Lửa 2 thì pha thứ 2 dưới CB nè, sẽ đào lửa 2 và lửa 2 đây chọn dây 25 nha mọi người. 25 thì nó chịu tải nhân 3 lên thì nó tầm 75A. Nhưng mà cái động cơ mình nó chạy là chỉ có 55 thôi. Thấy không? Thì chọn dây 25 là ok. Dây 25 nha, dây đơn nha. Còn nếu mà mọi người cậu qua đây thì mọi người đi dây tổng là dây 50. Đây, tại vì ở đây tôi dưới CV nè, tôi ra là 2 dây. Thấy không? Lửa 1 và lửa 1 nè, 2 dây nè. Lửa 2, pha 2 vào lửa 2, lửa 2. Và pha 3 vào lửa 3, lửa 3. Thấy không? Còn cái đầu của khởi sao thì mọi người chụm lại cũng bằng dây 25 luôn nha, chụm ba đầu lại ha. Đấy, mọi người chụm ba đầu lại.
Rồi, cái đó là phần trên. Đây thì cắt qua cái khởi cho động cơ một ngựa nè. Thì mình lấy dây nhỏ thôi. Dây này tôi lấy dây 2.5 nè. Đỏ là pha 1 qua pha 1, pha 2 qua pha 2 và pha 3 qua pha 3 ha. Rồi bên dưới. Bên dưới thì cái khởi mà tam giác qua khởi sau thì mọi người sẽ cầu qua thứ tự là 1 qua 1, 2 qua 2 và 3 qua 3 ha. Rồi. Cái khởi ga thì mình sẽ lắp ga lấy nhiệt vào và đồng thời dưới ga lấy nhiệt mọi người ra 3 dây cho tôi. Đấu dây domino nè, đỏ, vàng, xanh. Còn cái dây của pha 3 là dây xanh này nè, dây đen này nè. Tôi luồn qua cái biến dòng để tôi đo dòng điện ha. Rồi tương tự bên cái khởi sau và khởi tam giác mọi người đấu bên nào cũng được. Đây tôi đấu bên tam giác. Tại vì dây nó cầu qua thì mọi người đấu bên đây cũng được, bên đây cũng được. Đây đỏ, đỏ vàng xanh, đỏ trắng đen đó. Thì bây giờ mình sẽ đo pha 3 thì mình đo dòng bên đây. Cái khởi ca thì cái dây dây đen thì bên đây mình sẽ lấy là dây đen và mình luồn vô biến dòng luôn. Và đây. Và domino này là được 6 dây. 6 dây là 6 dây đấu motor đấu vào nha mọi người. Còn cái này nữa mình ra 3 dây ở đây, ra 3 dây 2.5 vô domino này nữa là ra motor một ngựa. Đấy, còn khi mà motor mọi người mua motor mới vậy thì mọi người sẽ đấu chế độ tam giác hay gì đó, mọi người gỡ ra ha, mọi người gỡ ra mà mọi người tách cái cầu đấu đó ra là ra 6 dây motor, ra 6 dây. Này là U1, V1, W1 à, là đỏ vàng xanh. Quên đây. U1 sẽ là đấu vàng chứ không đấu đỏ nữa, chỗ lệch pha mà. Mình bắt đầu ở đây là 1 2 3 này là U1, V1, W1. Còn bên đây mình không có bắt đầu từ số 1, mình bắt đầu số 2 là U2, V2, W2 tạo cái độ lệch pha. Đó, vậy là đầu là xong cái phần đấu motor, không? Đây là bên đây nó có cái cục chì nè. Cục chì để bảo vệ mà điều khiển. Còn CV này là CV để tôi lắp sẵn cho đèn chiếu sáng thôi. Nào có lắp đèn chiếu sáng thì đấu vào đây, không? Dây này thì dây nguội. Đèn CB 3 pha nè, bây giờ sẽ đóng nguồn lên. Đấy. Đóng nguồn lên thì thế nào? Thì cái đèn báo, ba đèn báo nó sáng lên ha. Ba đèn báo nó sáng lên. Và đồng thời đồng hồ vol nè nó báo nè, 3.8 nè, này nó dừng khẩn cấp. Thì bây giờ mình sẽ khởi động lên nè. Chắc nó bị giục cái mát. Đây. On lên nè. Khởi động từ. Khởi động từ nhỏ cho động cơ một ngựa nó hút. Rồi mình sẽ bấm qua on cái thứ hai là khởi động sau tam giác. Đấy. Thì lúc đầu thì khởi ca và khởi sau nó hút động cơ hoạt động chứ được sao. Sau một khoảng thời gian thì sau nhả ra và tam giác hút vào. Lúc này thâm mơ mắc điện ha, thâm mơ không còn điện nữa. Này mạch này mình lắp theo là cho nó ngắt thâm mơ ra thời gian luôn ha. Đấy, sau khoảng thời gian thì ca nó vẫn y hình nhưng mà thằng sau nó nhả ra, tam giác nó hút vào. Đấy. Giờ đang chuyển qua chế độ tam giác rồi đó ha mọi người. Lúc này mà nếu mà mọi người đấu motor vào thì nó hoạt động. Rồi khi mà muốn dừng nè thì mình bấm dừng. Dừng ha. Rồi khởi động lại thì bấm khởi động lại. Đó, ca chứ sao, sau khoảng thời gian thì tam sao nhả và tam giác hút. Và thâm mơ mất điện. Đấy. Đấy là xong cái tủ mình đó. Bây giờ tôi sẽ đẩy nắp nẹp nữa là hoàn thành. Đây, nẹp tôi đã cắt sẵn và tôi đẩy nắp nữa và tiến hành đi giao tủ lắp đặt. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái bản vẽ luôn cho mọi người xem luôn nha. Đâu rồi? Cái tấm giấy bản vẽ của tôi vẽ để đâu rồi? Đây. Đây là cái bản vẽ sơ đồ đấu nối. Chia sẻ với anh em. Đó, anh em nhìn ha. Rồi. Khi mà mình đang chạy mà ví dụ như bị quá dòng á thì là nhiệt nó sẽ chip à, nó sẽ chip lên. Đấy, không, động tơ ngắt liền. Bên đây cũng vậy. Nếu như vậy thì cái màn hình ngoài, cái mặt ngoài nó sẽ báo đèn đỏ lên là động cơ đang bị quá dòng à. Thì chúng ta vận hành thì nó không cho vận hành nữa mọi người. Đây. Tủ này thì đúng ra là tôi sẽ lắp cái bộ bảo vệ mắc pha luôn, nhưng mà nó không có còn diện tích nữa cho nên không có lắp ha.
Đấy, chúng ta muốn reset lại, chúng ta nhấn nút xanh rồi reset lại và hoạt động lại thì chúng ta sẽ vận hành lại bình thường. Đấy. Rồi, video mình chia sẻ đó đây là kết thúc mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua tôi qua số điện thoại là 0918 144 009. Tôi tên Rết ha. Xin thân ái, chào tạm biệt mọi người.